Thưa quý vị và các bạn, đây là những cái hình ảnh mà loại đồ chơi đang được rất là nhiều học sinh ưa thích. Nó được gọi là slam. Nó thì có rất là nhiều màu sắc, có độ dẻo và có thể nhào nặn nên những cái hình thù mà trẻ yêu thích. Và đây là một loại đồ chơi cực kỳ nguy hiểm. Vì sao chúng tôi gọi đây là loại đồ chơi nguy hiểm? Bởi vì là nó được làm từ hàng the mà thành phần chính tạo nên tính dẻo của nó là các loại slam. Và nếu tiếp xúc với slam kém chất lượng thì trẻ có thể bị kích ứng nè, bị độc tố ngấm qua da và gây trầm cảm và thậm chí là vô sinh. Vâng, nguy hiểm là như vậy. Thế nhưng mà hiện nay thì slam lại được bày bán một cách tràn lan với nhiều loại không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như là thành phần của nó. Và thậm chí là đã có rất là nhiều video hướng dẫn cách làm slam với thành phần độc hại và đã thu hút hàng ngàn lượt xem. Khảo sát tại một số cửa hàng đồ chơi, slam được bày bán với nhiều loại khác nhau với giá từ 30 đến 100 ngàn đồng. Chủ cửa hàng cho biết đây là mặt hàng thu hút phần lớn trẻ em trong thời gian gần đây. Những hũ slam bắt mắt và có thể tạo được nhiều hình thù khác nhau đã thu hút trẻ em. Tuy nhiên trên thị trường thì ngoài những hũ slam có nguồn gốc rõ ràng nhập khẩu thì cũng tồn tại những hũ slam như thế này, không rõ nguồn gốc và không rõ thành phần. Và đây chính là những mối nguy khi trẻ em chơi loại trò chơi này. Trong khi đó trên mạng xã hội nhan nhản các video hướng dẫn làm slam. Theo các video này, công thức để tạo ra một slam màu sắc gồm có keo, kem cạo râu, nước, bột màu. Và đáng chú ý là có rơ lưỡi chứa bột borax hay còn gọi là hàng the. Các chuyên gia cảnh báo hàng the là thành phần tạo nên tính dẻo của các loại slam. Nếu được cho vào mà không rõ liều lượng thì khi tiếp xúc với loại slam này, trẻ sẽ ngay lập tức bị kích ứng. Hàng the mà nồng độ cao đó nó sẽ gây phỏng. Ngoài ra hàng the ấy, nó có thể nó ngấm vào cơ thể qua da. Và cái nó ngấm vào thì nó cũng sẽ gây nên những cái độ ngộ độc. Nó gây nên các cái tổn hại về trong gan, trong thận. Độc tính là vậy, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có một cảnh báo chính thức nào của các cơ quan về các loại slam. Trong khi đó, một số loại rơ lưỡi được bày bán có hướng dẫn làm slam có nồng độ hàng the lên đến 20%, một mức rất cao. Với nồng độ này, khi tiếp xúc thường xuyên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của trẻ.